Quý vị thân mến, chế độ ăn có một vai trò rất là quan trọng trong điều trị bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn hợp lý sẽ giúp làm ổn định lượng đường trong máu của người bệnh, giúp làm giảm số lượng thuốc cần điều trị cũng như là ngăn chặn và làm chậm xuất hiện các biến chứng, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Một chế độ ăn hợp lý sẽ giúp cho người bệnh cảm thấy tự tin, thoải mái cũng như là hòa nhập hơn với cuộc sống. Và chính vì tầm quan trọng như vậy, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ bác sĩ Đoàn Ngọc Khanh, bác sĩ chuyên khoa 1, trưởng khoa châm cứu Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch để cùng có thêm những lời khuyên hộ bổ ích dành cho người bị bệnh tiểu đường với một chế độ ăn hợp lý. À, vâng xin chào chị như vậy thì đối với những bệnh nhân bị tiểu đường thì nên và không nên ăn những thực phẩm như thế nào hay là nói một cách khác thì chế độ ăn như thế nào là đúng cách đối với những bệnh nhân bị tiểu đường có cần thiết là phải kiêng khem những cái chất như là bột đạm đường chất béo hay không hay là vẫn có thể ăn ạ à? À, xin chào chị cùng quý khán giả xem đài ngoài cái việc dùng thuốc đông ti và tây y để điều trị thường xuyên theo phác đồ một việc góp phần không nhỏ cho cái kết quả điều trị đấy là cái chế độ ăn uống và sinh hoạt của bệnh nhân và chúng ta cần phải hiểu rằng ăn uống là một gần như là một liệu trình thuốc để điều trị bệnh tiểu đường. Và một cái mà cần hiểu đó là không phải là chúng ta phải kiêng khem tuyệt đối đối với bệnh nhân tiểu đường mà chúng ta cần hiểu về cách ăn uống một cách khoa học nhất để làm sao mà chúng ta hòa nhập với cộng đồng và vẫn điều trị được bệnh tốt nhất. Trong ăn uống bệnh tiểu đường thì chúng ta phải đảm bảo làm sao bệnh nhân phải đủ calo, tức là đủ năng lượng để sống bình thường. Vì năng lượng dùng cho người tiểu đường thì cũng gần tương đương với năng lượng đối với một người bình thường. Đối với bệnh nhân đái tháo đường thì được ăn uh, thịt, cá, tôm, cua hoặc là những cái loại đậu đỗ nguyên hạt thì cũng rất là tốt. Cái thứ hai là về glucid tức là cái như là cơm gạo ấy thì chúng ta vẫn phải ăn hàng ngày. Không nên kiêng khem quá và đặc biệt là chúng ta nên sử dụng cái gạo lức ấy. Những người mà có điều kiện mà có thể nấu được thì mình dùng cái gạo mà sát mà còn vỏ thì rất là tốt. Còn về rau hoa quả thì chúng ta nên ăn một số những cái loại rau hoa quả mà có vị không ngọt nhiều. Ví dụ như là quả lê, quả táo rất là tốt hay là quả dâu tây hay là quả bưởi, quả cam. À, còn những cái loại rau xanh thì chúng ta không hạn chế, một ngày có thể ăn đến 400 g rau đối với bệnh nhân đái tháo đường. À, hoặc là một cái món mà hiện nay mà tôi thấy khi mà tôi tư vấn cho bệnh nhân thì bệnh nhân khi sử dụng là có hiệu quả đấy là ăn cái mướp đắng. Cái quả mướp đắng rất là có tác dụng tốt. Cái thứ ba nữa là khi mình dùng dầu mỡ để uh, sử dụng hàng ngày thì chúng ta nên uh, kiêng bớt những cái loại mỡ động vật mà chúng ta nên dùng cái dầu thực vật, đấy là dầu mè hoặc là cái dầu nành thì uh, nó sẽ tốt cho bệnh nhân đái tháo đường hơn. À, còn cái thức ăn mà chúng ta hạn chế dùng tức là có dùng nhưng không nên dùng nhiều à, đấy là những cái loại tinh bột nhiều như là ăn nhiều gạo ăn nhiều cơm quá hoặc là một số bệnh nhân người ta có một cái suy nghĩ không đúng đấy là người ta thấy là tôi kiêng cơm tôi ăn bớt cơm đi nhưng tôi lại ăn nhiều bún ăn nhiều mì ăn bánh mì hoặc là khoai lang khoai tây nhiều thì những cái thức ăn này cũng cũng cần phải hạn chế cái thứ hai nữa là Uh, cái hoa quả mình cứ nói là cần ăn được nhiều hoa quả là tốt nhưng một số cái hoa quả thì lại là không nên ăn nhiều đối với bệnh nhân đái tháo đường như là quả na hay quả nho hay là cái quả xoài uh, và cái quả sầu riêng rất là ngon miệng nhưng mà ăn vào thì lượng đường nó lại tăng uh, còn một cái nhóm nữa là cái nhóm mà kiêng gần như là tuyệt đối đối với bệnh nhân đái tháo đường thì khuyên không nên ăn nữa đấy là các loại đường mía uh, hoặc là mật mía hoặc là các loại mứt ngọt mà mình cô đặc đường lại để mình làm các loại mứt thì chúng ta cần cố gắng tránh và một cái nữa bây giờ xã hội phát triển thì cái nước ga mà có nước ngọt có ga thì chúng ta sử dụng thì tuyệt đối không nên dùng đối với bệnh nhân đái tháo đường. Thưa bác sĩ như vậy thì có những cái nguyên tắc nào trong chế độ ăn uống dành cho bệnh nhân tiểu đường ạ? À? Thứ nhất là chúng ta phải cung cấp đủ năng lượng cho bệnh nhân bởi vì là cái người bệnh nhân bị đái tháo đường thì người ta vẫn cần năng lượng như một người bình thường và tùy theo cái cân nặng của bệnh nhân, tùy theo giới tuổi hoặc là uh, cái uh, mình sẽ giữ cho cái lượng đường làm sao đưa cái lượng năng lượng vào không thừa không thiếu và làm cho bệnh nhân không nên tăng cân quá uh, rất là tốt. cái thứ hai nữa là chúng ta phải cung cấp đủ uh, cái chất dinh dưỡng làm sao mà cân đối cái lượng đạm này uh, mỡ này đường như trên tôi đã nói uh, thì có một cái tỷ lệ dinh dưỡng uh, đối với người đái theo đường thì khác với cái, cái, những cái bệnh khác. thứ nhất là lượng đạm là khoảng từ 10 đến 20% cái tổng lượng thức ăn, còn lượng đường thì khoảng từ 55 đến 60%, còn lượng mỡ thì từ 25 đến 30%. Cái nguyên tắc thứ ba nữa là mình phải cung cấp được cái dầu cái chất xơ cho bệnh nhân, đây là rất là quan trọng. À, chất xơ thì ngoài cái việc cung cấp axit amin, nó còn cung cấp muối khoáng cần thiết cho cơ thể Chất xơ thì có ở trong hoa quả và rau xanh Chất sơ này nó tốt tại sao? Bởi vì khi nó đi vào trong đường tiêu hóa Thì nó sẽ giúp cho cái lượng hấp thu cái đường của thức ăn nó lại chậm Do đó cho nên nó giảm cái tăng đường huyết sau ăn Đấy là một cái rất là quan ngại đối với y bác sĩ Vì tăng đường huyết sau ăn có thể dẫn đến hôn mê cái thứ hai nữa là cái chất sơ nó làm giảm hấp thu đường nhưng nó sẽ làm đường hấp thu được kéo dài thì nó lại giảm cái lượng đường bị hạ khi đói tức là người ta rất hay bị hạ đường huyết khi đói đối với những nhân đái tháo đường cho đó nên chất sơ rất là tốt vấn đề thứ tư nữa là chúng ta phải chia nhỏ bữa ăn tức là uh, bình thường mình ăn ba bữa chính nhưng đối với bệnh nhân đái tháo đường thì ba bữa chính mình vẫn ăn nhưng mình sẽ làm giảm cái số lượng thức ăn trong ba bữa chính và xen kẽ vào đấy mình sẽ cho các bữa ăn nhỏ đi kèm vào để giảm cái uh, đường huyết uh, no sau ăn và lại giảm cái bị hạ đường huyết trước khi ăn uh, khi bị đói cái thứ tư là mình phải giảm ăn muối. Cái thứ năm là trong cái chế biến thức ăn là mình phải cố gắng làm sao là chế biến theo cái uh, làm món hấp hoặc là món nấu, nấu canh. Uh, chứ không nên là chiên xào nhiều thì rất là nhiều chất béo. Và chia nhỏ các bữa ăn như ở trên rồi thì chúng ta phải ăn cho đúng giờ, đúng bữa. Đặc biệt là những bệnh nhân mà tiêm insulin thì cái việc đúng bữa rất là quan trọng vì nếu không thì chúng ta sẽ tiêm insulin không đúng liều lượng, không đúng thời gian thì nó sẽ trồng chéo, nó sẽ làm cho rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Và một cái nữa là chúng ta phải bỏ rượu và thuốc lá nếu như những người nào mà có nghiện rượu thuốc lá. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Đoàn Ngọc Khanh rất là nhiều. Thưa quý vị, như đã vừa chia sẻ thì một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học có một vai trò rất là quan trọng trong điều trị bệnh tiểu đường và chúng tôi hy vọng rằng qua phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Đoàn Ngọc Khanh sẽ giúp cho quý vị, đặc biệt là các người bệnh tiểu đường sẽ xây dựng được một chế độ ăn uống hợp lý để đảm bảo được cuộc sống của chính mình. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Ngôi chùa này là cổng tam quan, có mái ngói được xây dựng khá công phu.